Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và như chúng tôi thưa đó quý vị, là nước Nga có một cái nhân vật mà họ rất là yêu quý. Nhiều lần truyền thông, cái bộ máy tuyên truyền của Điện Kremlin á, đã nhiều lần ca ngợi nhân vật number one được yêu thích trong nước Nga, đó là cựu Tổng thống Donald Trump. Đây không phải là sự suy diễn hay là thuyết âm mưu của chúng tôi, mà quý vị theo dõi tin tức sẽ thấy rằng trên những cái đài RT hay là những cái đài truyền hình quốc gia thì người ta vẫn thường xuyên đang trông chờ cái sự trở lại của cựu Tổng thống Donald Trump. Thậm chí mới đây nhất đây thưa quý vị, họ còn gọi ông Trump là cái quả dâu tây mà vàng ống rất là đáng yêu quý của nước Nga. Nhưng mà đồng thời cũng xuất hiện nhân vật number 2 và chúng tôi cũng đã thưa quý vị rồi. Đó là ông ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, một cái tay mà chúng tôi gọi là một doanh nhân Ấn Độ trẻ hả? Và xuất hiện, không biết ở đâu tự nhiên xuất hiện. Và bây giờ cái điều rất là đáng ngạc nhiên nha, là cái tay ứng cử viên này, Vivek Ramaswamy, đã vươn lên trong danh sách các cái ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và vươn lên trong top 3 người dẫn đầu. Và bây giờ Ramaswamy đang được nước Nga yêu chuộng và gọi là nhân vật thứ hai đáng được yêu thích. Vậy thì mới nhất thưa quý vị, nhân vật số 1, number 1 đã khen nức lời nhân vật số 2, number 2. Number 1 nói rằng là có thể thậm chí còn cân nhắc là number 2 sẽ có thể trở thành cái nhân vật rất là tiềm năng để mà number 1 cân nhắc là đứng phó trong cái nhiệm kỳ tổng thống năm 2024. Đó là thông tin mới nhất thưa quý vị. Cụ thể, cựu Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện trên Blaze TV và nói với cái người bình luận tin tức là Glenn Beck và nói rằng là tôi nghĩ là number 2 có nghĩa là Vivek Ramaswamy. Hoàng Vy đang nói trong chính trị chứ quý vị, nếu mà ở Mỹ đừng có đang chỉ nghe thấy chúng tôi nói là number 1 và number 2 nhé. Và number 1, ông Trump đang nói về ông Ramaswamy number 2. Trời, tôi nghĩ là ông ấy rất là tuyệt. Nhìn đi, tôi là tổng thống vĩ đại nhất trong cái lịch sử nước Mỹ trong cái thời gian vừa qua. Và tôi rất là thích những cái lời tuyên bố của Vivek Ramaswamy, cái tên rất là khó nhớ thưa quý vị. Quý vị nhớ là trong cái kỳ mà tranh luận vừa rồi của những cái ứng cử viên đảng Cộng Hòa mà ông Trump đã không thèm tham dự đó, thì ông Vivek đã không tỏ một chút là ngượng ngùng bối rối và e thẹn nào. Và Vivek nói rằng, đối với tôi nhá, đừng có chỉ trích ông Trump, đối với tôi ông Trump là tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Ôi ôi, number 2 nghe thấy và sướng rơn trong người. Và thế là nói rằng á, là number 2, Vivek Ramaswamy là một smart guy, là một young guy, là một người rất là trẻ nhưng mà thông minh và có nhiều tài năng. Very, very, very intelligent person. Đó là lời của ông Trump nói như thế quý vị. Và anh ấy có rất là nhiều cái nguồn năng lượng tốt và anh ấy là một người thực sự là tốt và đã nổi bật lên trong đám đông những cái ứng cử viên đứng trên sân khấu ngày hôm đó. Đó là nhận định của ông Trump. Nhận định của ông Trump về cái tay ứng cử viên này thưa quý vị. Nhưng mà cái điều mà Hoàng Vy tại sao mà thưa nhưng cái câu chuyện này khi mà phần đầu chúng tôi đang nói đến Nga, đến Trung Quốc, đến nói đến những cái mối quan hệ giữa hai nhà độc tài đang có cái chiều hướng ngày càng trở nên căng thẳng và có vẻ như cơm hổng lành canh hổng ngọt. Và trong cái dòng thời sự đó thưa quý vị, thì tay number 2, cái nhân vật yêu thích của nước Nga đây, ứng cử viên yêu thích của nước Nga, vừa mới nói gì về cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine thưa quý vị. Vivek Ramaswamy nói rằng nếu mà ông này trở thành tổng thống của nước Mỹ, cầu trời đó chỉ là lời cái ước nguyện giữa năm của Vivek Ramaswamy mà thôi. Nếu mà trở thành tổng thống của nước Mỹ thì tôi sẽ công nhận những cái vùng mà Nga đã sáp nhập Ukraine và ngăn cản Ukraine bước vào NATO. Đó là toàn bộ những cái ý chính mà ông này đã viết trên tờ American Conservative ngày 29 tây tháng 8 vừa qua thưa quý vị. Ông nói rằng là cái chính sách đối ngoại của ông nếu mà trở thành tổng thống sẽ chỉ là tập trung vào nước Mỹ, phải là America first và tránh
tối đa cái sự can thiệp của nước Mỹ vào những cái vấn đề khác trên thế giới, đặc biệt là ở cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine. Nếu mà đắc cử làm tổng thống của nước Mỹ thì Vivek Ramaswamy sẽ đến thăm Moscow ngay vào năm 2025 để đàm phán những cái điều kiện nhằm chấm dứt cái cuộc chiến tranh, cái cuộc xung đột này bằng cách gì? Bằng cách là công nhận bốn cái vùng mà Nga đã sáp nhập vừa rồi trong cái cuộc chiến tranh kỳ này đây là Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson, còn đồng thời giải quyết dẹp luôn những cái kiểu mà ọ ẹ của Ukraine đòi lấy lại Crimea mà Nga cũng đã ăn cắp của Ukraine năm 2014. Đó, coi như là công nhận tất cả những cái vùng này và ngăn Ukraine không có được trở thành thành viên của NATO. Ông này cũng thông thêm câu rất đúng ý của ông Putin luôn, thưa quý vị. Putin nghe cũng sướng lắm, là NATO không có nên mở rộng thêm nữa. Như vậy là đủ rồi, không nên mở rộng thêm nữa. Và ông này sẽ yêu cầu những cái thành viên của Âu Châu phải đóng thêm tiền để mà bỏ vô cái nguồn ngân sách của NATO, chứ không phải là đặt cái gánh nặng lên Washington. Và nữa, ông sẽ tuyên bố là chấm dứt tất cả những cái đòn trừng phạt của phương Tây đang áp dụng lên nước Nga. Để làm chi vậy? Để đưa Moscow trở lại thị trường. Để làm gì vậy? Để mà nước Nga có thể trở thành một cái thế đối trọng để kềm hãm sự phát triển của Trung Quốc. Đó là ý của Vivek Ramaswamy, thưa quý vị. Nhiều người đọc xong cái bài xã luận này, người ta chỉ có chặt lưỡi, người ta nói giống gì mà giống thế. Giống gì mà giống thế? Giống những cái lời phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump đã từng đưa ra trước đây, thưa quý vị. Và cũng giống rất là đúng cái ý định mà ông Putin mong muốn. Dĩ nhiên là Ukraine không đời nào muốn, cho đến ngày hôm nay, dân và quân Ukraine không đâu xa, cũng vào sáng ngày hôm nay rất là đau đớn, thưa quý vị. Một cái chiếc máy bay, trên đó có 6 người lính của Ukraine đã bị rơi và tan xác hết, và người ta chưa biết rõ nguyên nhân. Và khi mà dân quân Ukraine đang phải đổ máu và gồng mình trong cái cuộc phản công như thế này đó, thì những ý kiến của những cái vị chính trị gia, gọi là chính trị gia đó, ở trong nước Mỹ đó, nói về cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, và những cái lời hăm dọa là nếu như trở thành tổng thống thì họ sẽ áp dụng những cái chính sách này. Và cái chính sách này hoàn toàn đi ngược lại với những cái chính sách mà ông đương kim tổng thống Joe Biden đang áp dụng trong suốt cái thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy, thưa quý vị. Đó là câu chuyện của number 1 và number 2. Bên cạnh đó đó, cũng liên quan tới number 2, Hoàng Vy bổ sung chút. Có nghĩa là từ cái ngày mà xuất hiện ở trong chính trường của nước Mỹ và đi vận động khắp nơi, Vivek Ramaswamy rất thích hát cái bài Lose Yourself của của ông ca sĩ nhạc rap là Eminem đó, thưa quý vị. Đi đâu cũng hát bài này và nói rằng tôi khác cái màu da. Đây là ca sĩ nhạc rap da trắng và tôi thì là người gốc Ấn, mọi người biết rồi đó. Cái hoàn cảnh xuất thân của tôi cũng rất là khác, nhưng mà tôi có một cái sự đồng cảm rất là lớn trong cái lời bài hát này. Đó là khi một người mà không có được cái cảm giác mà mình bị coi nhẹ đó, mình không có được tôn trọng á, thì cái cảm giác nó rất là kiểu mà khó khăn, rất là bức bối. Cho nên ông này thường xuyên đi và nói rằng, còn khoe là tôi học Harvard ra và tôi đã từng biểu diễn cái bài này khi mà tôi đang còn là sinh viên của Harvard. Ngày trong những thời gian gần đây, chúng ta thấy những cái phát biểu của những người đã từng ở Harvard hay những cái trường đại học luật danh giá, ví dụ như Ron DeSantis của Florida, ví dụ như Lindsey Graham cũng là tốt nghiệp đại học luật rất là danh giá. Và nhiều người hỏi là không biết là những trường danh giá như là Harvard, như là Yale đã dạy cái gì ở đại học luật mà để cho những cái nhân vật tốt nghiệp và có những cái phát biểu phải nói là nó rất là lạ lùng như thế này. Đó là câu chuyện liên quan đến những cái phát biểu về Nga, thưa quý vị. Trở lại với nước Mỹ, chúng tôi vừa đọc được một cái thông tin mà chắc chắn là quý vị đang sống ở nước Mỹ và phải đi làm nè, và phải nhận lương nè, sẽ rất là quan tâm đến câu chuyện này. Đó là chính quyền của Biden á, đang có những cái mong muốn và đã đề xuất rồi một cái chương trình có tên là Fair Labor and Standards Act. Theo đó đó thì Bộ Lao động đang đề nghị á,
là sẽ tăng lương, sẽ tìm những cái cách là tăng lương cho những cái người lao động của nước Mỹ. Và người ta nói nếu như mà cái điều này mà được thông qua là nó sẽ có cái tác động đến 3,6 triệu người lao động ở trong nước Mỹ đây. Thì Bộ Lao động dưới thời của ông Biden nói gì? Nói là họ sẽ bắt buộc những cái nếu như là nhân viên của chính phủ hoặc nếu như những cái cơ sở doanh nghiệp á, mà có những cái thu nhập trên 500,000 đô la Mỹ mỗi năm á, thưa quý vị, thì sẽ phải trả cái tiền overtime cho nhân viên đi làm, là bây giờ phải trả gấp một rưỡi đối với những cái nhân viên nào mà có cái thu nhập mỗi năm dưới 55,000 đô la Mỹ. Thì khi mà họ đi làm overtime, họ làm ngoài giờ đó, có nghĩa là một tuần là sẽ làm 40 tiếng gọi là full time thưa quý vị. Mà nếu mà đi ra ngoài 40 tiếng đó thì sẽ trả gấp 1,5 cho cái tiền nhân viên để mà bù đắp cho cái công sức lao động của họ. Và nói như bà quyền Bộ trưởng Lao động, bà nói rằng chúng tôi thường xuyên nghe rất là nhiều những cái lời than phiền của những người đi làm ở trong nước Mỹ, trong khi họ phải làm quá 40 tiếng, rồi họ phải xa gia đình của mình và họ tận tụy cho những cái người chủ doanh nghiệp, nhưng mà đã không được trả overtime. Thì bây giờ theo cái điều mà Bộ Lao động đang đề nghị đó, là những người nào mà có thu nhập dưới 55,000 đô la Mỹ một năm thì khi mà làm overtime là bắt buộc phải trả 1,5. Đó là cái quy định. Và cái điều này nó cao hơn trước đây, trước cái thời của ông Biden đó thưa quý vị, thì chỉ cần có 35,000 đô la Mỹ thu nhập một năm thôi mà làm overtime là được trả 1,5. Nhưng mà bây giờ ông Biden nâng lên cái mức là 55,000 đô la Mỹ một năm thì bắt buộc là đi làm chủ lao động phải trả 1,5. Còn đối với những cái ngành như là những cái ngành mà chăm sóc về y tế, những cái người mà đi tuyến đầu đó thưa quý vị, thì bắt buộc không cần phụ thuộc vào cái income mỗi năm, bắt buộc những người làm trong những cái lĩnh vực này phải được trả overtime là 1,5. Đó là cái điều mà Bộ Lao động vừa mới đưa ra vào sáng ngày hôm nay mà chúng tôi thấy. Và thực ra thì dưới thời của ông Barack Obama thưa quý vị, cũng đã từng đề nghị là bây giờ overtime là phải trả gấp đôi luôn, chứ không phải trả 1,5 nữa. Nhưng mà khi dưới thời Obama đưa ra cái dự luật này đó, thì đã bị một ông tòa bác bỏ và nói rằng ông tòa này có tên là Amos Mazan. Ông bác bỏ và ông nói rằng là không, nếu mà làm như vậy thì sẽ tạo một cái chi phí đối với chính phủ quá lớn đi, bởi vì chính phủ phải trả cho nhân viên như vậy thì quá lớn. Và mặt khác thì những cái người chủ lao động người ta cũng sẽ bị một cái gánh nặng về chi phí rất là lớn, cho nên là đã bỏ cái chương trình này rồi. Và bây giờ Bộ Lao động dưới thời của ông Biden đang đề nghị trở lại là trả 1,5 và phải làm cho đâu ra đó. Và cái điều nữa là họ công bố rất là nhiều những cái bản khảo sát, những cái bản nghiên cứu cho thấy là cái tình trạng sử dụng lao động của nước Mỹ thưa quý vị, Bộ Lao động cho rằng nó chưa có được là đối xử đúng mức và chưa có fair. Họ viện dẫn ví dụ nhé, nhân viên mà không phải là ở cấp độ manager mà đi làm là được tính theo giờ. Nhưng mà những cái nhân viên mà cỡ cấp bậc mà manager trở lên đó thưa quý vị, mà đi làm mà trả lương năm á, thì có nghĩa là họ phải làm rất nhiều và không có tính theo giờ và những cái phận sự khác nhau. Ví dụ như là Bộ Lao động có viện dẫn một cái trường hợp từ cái cửa hàng Dollar Tree á thưa quý vị. Khi mà những người mang tiếng gọi là cái title của họ là manager, họ phải làm rất là nhiều việc khác nhau, vừa quản lý cửa hàng nè, vừa coi là cái nguồn hàng có trong kho có đủ hay không nè, thậm chí là trưng hàng lên trên kệ nè, rồi coi ở ngoài parking lot coi như là có ok cho khách có thể sử dụng được hay không, thậm chí có những lúc phải xem luôn cả những cái khu bathroom có sạch sẽ hay không. Nhưng mà những người manager này phải làm gần như từ 60 cho đến 90 tiếng trong tuần. Họ làm rất là nhiều giờ như vậy, nhưng mà họ đã không có được đền bù xứng đáng, mặc dù là cái title của họ là manager. Đó là một trong những cái điều mà Bộ Lao động đã viện dẫn và nói rằng cái tình hình sử dụng lao động phải nói là nó vẫn còn nhiều, rất là nhiều những cái vấn đề cần phải sửa đổi để đem lại quyền lợi cho những người mà đi làm ở trong nước Mỹ. Đó là cái tin tức mà Hoàng Vy nghĩ rằng là quý vị sẽ rất là quan tâm, nhất là quý vị nào mà làm việc trong những cái cơ sở thương mại mà có 500,000 đô la Mỹ thu nhập mỗi năm trở lên. Một cái tin tức nữa thưa quý vị, người ta nhìn thấy về cái việc những cái ứng phó của chính phủ
trong cái đối với những cái thiên tai, những cái thảm họa đó, quý vị biết là ở Florida hiện nay, những ngày này đang phải gồng mình để đối phó cơn bão Idalia, mà ngay từ đầu tuần, ngay vào hôm Chủ nhật, ông Tổng thống Joe Biden đã có những cái cuộc mà gặp gỡ, nói chuyện với thống đốc của những cái tiểu bang mà cơn bão này quét qua. Ông Biden nói như thế này nè. Ông Biden nói là ngay từ đầu, trước khi mà nó đổ bộ đến Florida đó thưa quý vị, tôi đã có nói chuyện với thống đốc Ron DeSantis và tôi cũng có nói chuyện luôn với thống đốc của Georgia là Brian Kemp, ở South Carolina là Henry McMaster và North Carolina là Roy Cooper để mà bàn những cái chương trình mà ứng phó, đối phó với tình huống khẩn cấp như thế này. Và tôi đã bảo đảm với những cái ông bà thống đốc này đó là khi nguồn lực của liên bang sẽ luôn sẵn sàng để giúp đỡ, để rót về tiểu bang, để giúp đỡ cho người dân ở những cái khu vực mà có cái cơn bão Idalia này đi qua. Người ta mới nhìn từ cái sự kiện này thì người ta mới nhìn lại toàn bộ thưa quý vị. Và người ta nói là ông Biden đang phối hợp với cái nhân vật và là đối thủ chính trị của ông và thường xuyên chỉ trích ông. Và có thể biết đâu được, Ron DeSantis hiện nay đang đứng thứ hai trong cái bảng xếp hạng của đảng Cộng Hòa. Nhưng biết đâu được có một cái bề gì đó và ông Trump không thể đại diện cho đảng Cộng Hòa để ra tranh cử tổng thống. Thì có thể lắm chứ là Ron DeSantis, mặc dù Ron DeSantis như chúng tôi nhiều lần thưa quý vị đó, là đang tuột dốc không phanh trong những cái chiến dịch tranh cử của mình. Và đang rất nhiều những cái khó khăn và những cái rắc rối như vậy. Thì tự nhiên cái cơn bão Idalia này ập tới và Ron đang phải ngưng những cái chiến dịch tranh cử của mình và trở về Florida để thực hiện cái vai trò là thống đốc của tiểu bang. Và bây giờ ông Biden đang có những cái cuộc tiếp xúc và nói chuyện với ngay chính cái nhân vật là đối thủ chính trị của mình. Và nữa nhé, chúng ta không quên là Ron DeSantis đó, thưa quý vị, đã chỉ trích ông Biden rất là dữ dội. Không có lâu đâu, vào tối ngày thứ Tư, chính Hoàng Vy đã theo dõi cái cuộc tranh luận của những cái ứng cử viên đảng Cộng Hòa đó. Ron DeSantis đã đứng dõng dạc ở trên sân khấu như thế này. Khi người ta nói về những cái chương trình về biến đổi khí hậu, về climate change, và cái người của Fox đã hỏi một câu thế này. Quý vị có nghĩ rằng, ai trong số quý vị nghĩ rằng biến đổi khí hậu là do những hành vi của con người và đã tạo ra những cái thảm họa như thế này? Thì Ron DeSantis đã không trả lời thẳng vào câu hỏi đó, mà lại đi nói như thế này nè. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại, chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà cái ông tổng thống đó, ông không có quan tâm gì đến vấn đề, những cái vấn đề mà những cái thiên tai, những cái bão lụt xảy ra cho người dân. Mọi người nhìn đi, khi cái cơn cháy rừng ở Maui, ở Hawaii đang xảy ra đó, thì ông tổng thống làm gì? Ông đang đi vacation, ông không có hợp tác, ông không có giúp đỡ cho người dân khi cần ông ấy. Nếu tôi trở thành tổng thống, tôi sẽ luôn trở thành một cái cánh tay rất là đắc lực để mà giúp đỡ cho người dân những khi mà thiên tai xảy ra như thế này. Đó là lời Ron DeSantis nói, còn mới toanh nè thưa quý vị, còn nguyên vẹn, còn vang vọng từ hồi thứ Tư cho đến bây giờ. Nhưng mà Ron DeSantis đã không nhớ rằng vào năm ngoái, khi mà cái cơn bão Ian đổ vào Florida thưa quý vị, thì chính Ron DeSantis đã xuất hiện cùng với lại ông Biden. Ông Biden đến Florida để mà nói rằng đây, nguồn lực liên bang chúng tôi luôn sẵn sàng. Chính Ron đã cảm ơn ông Biden vì cái câu chuyện này, vì cái sự giúp đỡ của liên bang. Vậy mà một năm sau xuất hiện trên sân khấu của cái diễn đàn của đảng Cộng Hòa, ông Ron đã chỉ trích ông Biden về cái câu chuyện là ứng phó quá dở và quá là vô trách nhiệm với lại người dân trong những cái thiên tai. Và bây giờ người ta nhìn thấy là cái cơn bão Idalia lại một lần nữa quét qua Florida, và cái cơn bão kỳ này á, nó sẽ tạo nhiều những cái khó khăn cho Ron DeSantis trong cái chuyện tranh cử. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ là một cơ hội cho người dân của Florida nhìn lại và người dân của nước Mỹ nhìn lại về cái cách mà Ron DeSantis có thể sẽ đồng hành cùng với người dân nếu ông trở thành tổng thống. Nhưng mà quý vị nhớ nha, lúc mà Ian mà quét qua Florida đó, thì Ron DeSantis rất là tích cực sắn tay lên và cùng với người dân để chống phó, đối phó với cơn bão. Nhưng mà khi truyền thông nhiều lần hỏi sao, ông nói thiệt đi, ông có ý định gì ra tranh cử tổng thống hay không, thì Ron DeSantis thường xuyên là chối bay chối biến. Đó là chi tiết rất là đáng lưu ý.
Trở lại cái cuộc nói chuyện của ông Biden và Ron vào hôm thứ Hai vừa qua, khi mà truyền thông hỏi đó là vậy thì hai người có nói gì về cái chuyện mà tranh cử sắp tới, về cái đối thủ chính trị hay không, thì ông Biden nói tôi tin rằng cả bên phía ông Ron cũng đồng quan điểm với tôi, lúc này là bỏ vấn đề chính trị qua một bên. Chúng tôi chỉ nói về những cái việc cần làm và cả cái bộ phận mà trong chính phủ là đối phó với tình huống khẩn cấp đó, cơ quan đó cũng thường xuyên liên lạc với Ron DeSantis. Chắc là ông ấy cũng mệt mỏi khi mà phải nói chuyện với chúng tôi trong những cái tình huống như thế này. Nhưng mà chúng tôi đã on the same page, đã đồng lòng rằng chúng ta phải nên làm gì để giúp đỡ cho người dân hơn là những cái vấn đề về chính trị, thưa quý vị. Đó là câu chuyện liên quan tới ông Biden và Ron DeSantis. Và rất là nhanh, thưa quý vị, cũng về cái cơn bão mà chuẩn bị quét qua Georgia, như hồi nãy chúng tôi có nói đó, là bên phía Biden có liên lạc với thống đốc của Georgia nữa. Thì ở Georgia, ngày hôm nay có một tuyên bố của một vị chủ tịch Hạ viện là một người Cộng hòa, cũng đang lên tiếng cảnh báo về những người trong đảng Cộng hòa ở tiểu bang mình trước một cái hành động mà ông này nói rằng tại sao lại chăm chăm vào những hành động này, trong khi cái mà chúng ta cùng làm đây nè là giúp đỡ cho người dân để đối phó với cơn bão Idalia đi qua. Cái lời tuyên bố đó là gì? Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.